Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Châu. Trong video này thì Châu xin chia sẻ với các bạn cách thực hiện một chiếc túi đeo vai với họa tiết là hạt bắp. Trông khá là lạ mắt nhưng mà cũng rất là đơn giản để thực hiện. Vì mình chỉ sử dụng mũi móc đơn, mũi kép đơn để thực hiện chiếc túi này mà thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau thực hiện nha các bạn. Về nguyên liệu để thực hiện chiếc túi này thì Châu sẽ chuẩn bị hai cuộn sợi rít bông gian. Ở đây Châu sẽ sử dụng sợi màu hồng đất nha. Kim móc 4.0, kim đánh dấu, kim khâu và kéo. Đầu tiên mình sẽ thực hiện cái phần đáy túi trước. Mình sẽ tạo một mũi gút và lên 10 mũi móc xích. Sau khi khởi tạo được dây bính với 10 mũi móc xích thì mình sẽ bắt đầu lên hàng số 1. Mình sẽ lên một mũi xích. Ở hàng số 1 này mình sẽ lật cái phần dây xích lại và mình thực hiện vào mỗi cái phần bụng của cái chân xích này nè. Mỗi cái chân xích sẽ là một mũi móc đơn nha các bạn. Bỏ cái chân xích đầu tiên, cái chân xích thứ hai này nè. Mình sẽ đưa kim móc vào cái chân xích thứ hai tính từ kim móc. Mình đưa kim móc qua cái phần bụng của cái chân xích. Đây nha các bạn. Lấy sợi và thực hiện một mũi móc đơn như bình thường. Đây là mũi móc đơn đầu tiên của hàng số 1. Và mình sẽ dùng kim đánh dấu vị trí lại. Mình sẽ tiếp tục thực hiện mỗi chân xích này là một mũi móc đơn. Và kết thúc hàng số 1 này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn nha. Đây là hàng số 1 mình vừa thực hiện xong. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 2 nha. Mình sẽ quay lại và bắt đầu thực hiện. Mình sẽ lên một mũi móc xích đầu hàng. Ngay mỗi cái chân móc này mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào. Và ở hàng số 2 này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn luôn nha các bạn. Đây là hàng số 2 mà mình vừa thực hiện xong.
Bây giờ từ hàng số 3 cho đến hàng số 29, các bạn cũng lặp lại tương tự như hàng số 2, tức là đầu hàng mình sẽ quay lại và thực hiện. Lên một mũi xích đầu hàng và mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Mỗi hàng đều có 10 móc đơn nha các bạn. Ở cái phần đáy túi này á, nếu mà các bạn muốn tăng cái kích cỡ phần đáy túi thì cái phần mà bạn khởi tạo dây xích lúc đầu tiên á, luôn luôn là một số chẵn. Còn cái số hàng mà các bạn thực hiện lên á, sẽ là một số lẻ nha. Và đây là phần đáy túi mình vừa thực hiện xong, gồm 29 hàng móc đơn. Mỗi hàng sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện phần thân túi. Trước tiên thì mình sẽ đánh dấu 4 cái vị trí góc mà mình sẽ tăng mũi. Mỗi cái vị trí góc này mình sẽ thực hiện 3 mũi móc đơn vào nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện hàng số 1 của phần thân túi. Mình sẽ viền xung quanh cái phần đáy này nè. Đầu tiên thì mình sẽ quay lại và thực hiện. Mình sẽ lên một mũi móc xích ngay cái vị trí mình đánh dấu ghi màu tím này nè. Mình sẽ thực hiện 3 mũi móc đơn. Nhưng mà khúc đầu thì mình chỉ thực hiện một mũi móc đơn thôi. Để lúc mà kết hàng mình sẽ thực hiện thêm vào đây 2 mũi móc đơn nữa nha các bạn. Các bạn sẽ lưu ý cái vị trí này giúp mình. Bây giờ mình thực hiện mũi móc đơn đầu tiên vào vị trí này. Mình đánh dấu lại. Tiếp tục đánh dấu cái vị trí ghi màu tím lại để lát nữa mình sẽ thực hiện thêm 2 móc đơn vào đây. Mình tiếp tục thực hiện ở cái khoảng giữa này. Mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn cho đến trước cái vị trí đánh dấu và ngừng lại. Sẽ có tổng cộng là 8 móc đơn nha các bạn. Đây là sau khi mình thực hiện xong 8 mũi móc đơn rồi. Bây giờ ngay cái vị trí đánh dấu ghim màu vàng này, mình sẽ thực hiện vào đây 3 mũi móc đơn nha. Đây là 3 mũi móc đơn ngay góc mình vừa thực hiện xong. Đây cạnh này. Bây giờ mình tiếp tục thực hiện cạnh này nha các bạn. Bây giờ ở mỗi cái hàng móc đơn này, mình sẽ thực hiện là một móc đơn. Đây ngay cái vị trí này nè các bạn. Mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào. Tiếp tục ngay cạnh bên vị trí này mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Cứ mỗi đầu hàng móc đơn mình sẽ có một mũi móc đơn, và ở đây có 29 hàng móc đơn, mình sẽ có tổng cộng là 28 mũi móc đơn cho cái khoảng cạnh này nha các bạn.
Đây là mình đã thực hiện xong 28 mũi móc đơn cho cái cạnh này rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ thực hiện vào cái cạnh nhỏ bên hông này. Và vị trí đánh dấu màu xanh lá này nè, mình sẽ thực hiện 3 mũi móc đơn vào cùng cái chân móc này. Mình tiếp tục thực hiện mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Và ở đây sẽ có 8 mũi móc đơn. Và đến cái vị trí đánh dấu màu xanh dương mình sẽ ngừng lại nha. Đây là sau khi thực hiện xong 8 mũi móc đơn. Đến cái vị trí đánh dấu màu xanh dương này, mình sẽ thực hiện 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc này luôn nha các bạn. Đây, cạnh bên đây mình vừa hoàn thiện xong. Mình sẽ tăng mũi ở hai vị trí góc. Mỗi góc sẽ tăng 3 mũi móc đơn. Mình tiếp tục thực hiện cái cạnh còn lại. Cạnh còn lại cũng tương xứng như là cái cạnh đối diện gì đó. Cứ mỗi đầu hàng móc đơn mình sẽ thực hiện là một mũi móc đơn. Và mình sẽ dừng lại sau khi thực hiện xong 28 mũi móc đơn nha các bạn. Đây là sau khi mình thực hiện xong 28 mũi móc đơn cho cái khoảng giữa này. Cuối cùng thì đến ngay cái vị trí đánh dấu này, ngay cái vị trí góc á. Lúc đầu mình đã thực hiện một mũi móc đơn rồi, nên bây giờ mình chỉ thực hiện 2 mũi móc đơn nữa vào cái vị trí này. Sau khi thực hiện xong 2 mũi móc đơn vào cái vị trí này thì mình sẽ tiếp tục thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí móc đơn đầu hàng. Cái vị trí mà mình đánh dấu đầu hàng này nè, để kết thúc hàng số 1 nha. Đây là hàng số 1 của phần thân túi mình vừa thực hiện xong. Các bạn xem nha, hai cạnh hai bên này nè. Mỗi góc sẽ có 3 mũi móc đơn. Hai cạnh này thì mỗi cạnh sẽ là 8 mũi móc đơn. Hai cạnh dài này, mỗi cạnh là 28 mũi móc đơn. Và tổng cộng ở hàng số 1 này mình có là 84 mũi móc đơn. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 2 nha. Mình sẽ lên 3 mũi móc xích, tương đương với chiều cao của một mũi kép đơn. Mình cũng đánh dấu vào cái vị trí xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Tiếp tục ngay cái chân này, cái chân móc này nè các bạn. Mình sẽ thực hiện thêm 3 mũi kép đơn nữa vào đây. Đây là sau khi mình thực hiện xong 3 mũi kép đơn. Tính luôn cái 3 xích đầu hàng sẽ là 4 mũi kép đơn. Và bây giờ mình sẽ đưa cái kim móc vào cái xích thứ 3 của đầu hàng, tức là cái vị trí mình đánh dấu này nè, để mình bắt đầu thực hiện mũi hạt bắp. Mình đưa kim móc qua.
tiếp tục kéo cái vòng này qua đây nha. Xong mình sẽ trượt mũi qua. Tiếp tục lên một xích để khóa họa tiết lại. Đây là họa tiết bắp đầu tiên của hàng số 2. Gồm tổng cộng là 4 mũi kép đơn nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục thực hiện. Các bạn xem nha, mình sẽ bỏ qua cái chân móc bên cạnh và thực hiện vào cái vị trí này hai kép đơn cùng chân. Tiếp tục bỏ qua một chân móc và chân móc bên cạnh này mình sẽ thực hiện 4 mũi kép đơn để tiếp tục thực hiện cái họa tiết bắp thứ hai nha. Ba kép đơn, tiếp tục thêm một kép đơn nữa. Rồi mình sẽ lấy kim móc ra. Mình sẽ đưa kim móc vào cái chân kép đơn đầu tiên. Trượt qua. Lên một xích khóa họa tiết. Đây sẽ là họa tiết bắp thứ hai của hàng. Bây giờ mình tiếp tục bỏ qua một chân móc bên cạnh. Ở chân móc kế bên nữa thì mình sẽ thực hiện hai kép đơn vào. Tiếp tục bỏ qua một chân móc và ở chân móc bên cạnh này mình sẽ thực hiện họa tiết hạt bắp bằng cách thực hiện 4 mũi kép đơn. Đây là sau khi thực hiện xong 4 kép đơn, mình sẽ đưa kim móc vào kép đơn đầu tiên. Kéo sợi qua. Tiếp tục lên một mũi móc xích để khóa họa tiết lại. Mình tiếp tục bỏ qua một chân móc và ở chân móc bên cạnh mình sẽ thực hiện hai kép đơn cùng chân. Một, thêm một kép đơn nữa. Đây là các họa tiết bắp mình vừa thực hiện. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng luôn nha.
Đến cuối hàng thì mình được cái họa tiết hạt bắp như thế này nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bỏ qua một cái chân móc và thực hiện mũi trượt để kết thúc hàng số 2. Đây nha, mình sẽ bỏ qua chân móc này. Còn cái chân móc kế bên này là không tính nha. Cái chân móc này là mũi trượt của hàng số 1 á. Mình chỉ bỏ qua một cái chân móc này và mình thực hiện vào cái vị trí đánh dấu này một mũi trượt và kết thúc hàng số 2 của phần thân túi. Đây là hàng số 2 mình vừa thực hiện xong. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 3. Tại đây mình sẽ lên một mũi móc xích. Và ngay cái vị trí này nè, mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào. Mình cũng đánh dấu vào cái vị trí móc đơn đầu hàng. Tiếp tục ở cái mũi xích mà mình khóa họa tiết bắp á các bạn. Ngay cái vị trí này nha. Mình sẽ thực hiện mũi móc đơn vào. Đưa kim móc qua. Kéo sợi qua và thực hiện một mũi móc đơn vào. Tiếp tục ở hai cái vị trí kép đơn này nè. Mỗi chân móc mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Đây nha các bạn. Tiếp tục ở cái khoảng này mình sẽ đưa kim móc vào và thực hiện mũi móc đơn. Vị trí này một mũi móc đơn. Ở hàng số 3 thì mỗi cái chân móc mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Kết hàng số 3 mình sẽ có tổng cộng là 84 mũi móc đơn nha. Đây là hàng số 3 mình vừa thực hiện xong. Mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn, tổng cộng là 84 mũi móc đơn. Mình tiếp tục thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu này để kết thúc hàng số 3. Mình tiếp tục thực hiện lên hàng số 4. Mình sẽ thực hiện mũi bắp ở cái chân móc bên cạnh nên mình sẽ thực hiện thêm một mũi trượt qua đây. Một mũi trượt. Ngay vị trí này thì mình sẽ lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao của một kép đơn. Và mình cũng đánh dấu vào cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên nè các bạn. Tiếp tục
Ngay cái vị trí này mình cũng thực hiện thêm 3 mũi kép đơn vào đây, để mình bắt đầu thực hiện cái họa tiết bắp gồm 4 kép đơn đó các bạn. Sau khi thực hiện xong 3 kép đơn thì mình sẽ đưa kim móc vào cái vị trí đánh dấu này, được xem là kép đơn đầu tiên của hàng. Mình kéo sợi qua, tiếp tục lên một mũi móc xích để khóa họa tiết bắp lại. Ở hàng số 4 này thì mình sẽ thực hiện khác hàng số 2 một chút. Ở hai cái chân móc này thì mình sẽ thực hiện mỗi chân móc là một mũi kép đơn nha. Tiếp tục chân bên cạnh là một mũi kép đơn. Đây, mình sẽ thực hiện khác hàng số 2. Bây giờ tiếp tục bỏ qua một cái chân móc, chân móc bên cạnh này, mình sẽ thực hiện họa tiết bắp vào đây. Mình thực hiện 4 mũi kép đơn. Đưa kim móc vào kép đơn đầu tiên, kéo sợi qua và lên một mũi móc xích để khóa họa tiết bắp. Tiếp tục hai chân móc bên cạnh, mỗi chân móc sẽ là một kép đơn. Mình tiếp tục bỏ qua chân móc và chân móc bên cạnh, mình sẽ thực hiện 4 kép đơn để thực hiện họa tiết bắp. Hai chân móc này, mỗi chân móc sẽ là một kép đơn. Đây là các họa tiết mình vừa thực hiện xong. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng số 4 và dừng lại nha. Đến cuối hàng số 4 thì mình sẽ tiếp tục thực hiện mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu đầu hàng để kết thúc hàng số 4.
Đây là hàng số 4 mà mình vừa thực hiện xong nè các bạn. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 5 nha. Mình sẽ lên một mũi móc xích. Và ngay cái vị trí mình lên mũi móc xích đó, mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào. Mình sẽ đánh dấu vào cái vị trí móc đơn đầu tiên của hàng số 5. Tiếp tục ngay cái vị trí này, mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Chân kép đơn này sẽ là một mũi móc đơn. Ở hàng số 5 này thì mình sẽ lặp lại tương tự như hàng số 3, mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Cho đến cuối hàng thì mình sẽ có tổng cộng là 84 mũi móc đơn nha. Đến cuối hàng thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu đầu hàng để kết thúc hàng số 5. Đây là hàng số 5, là hàng mũi móc đơn mình vừa thực hiện xong nè các bạn. Mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Bây giờ mình tiếp tục thực hiện hàng số 6 nha. Mình sẽ trượt qua cái vị trí này, một mũi trượt. Từ vị trí này thì mình sẽ lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao kép đơn. Mình thực hiện hàng số 6 tương tự như hàng số 4 vậy đó các bạn. Bây giờ ở cái vị trí này, mình tiếp tục thực hiện vào đây 3 mũi kép đơn nữa để thực hiện mũi hạt bắp. Tiếp tục hai chân móc bên cạnh này, mình sẽ thực hiện mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Mình tiếp tục bỏ qua chân móc và chân móc bên cạnh sẽ thực hiện mũi hạt bắp gồm 4 mũi kép đơn. Tiếp tục, hai chân móc bên cạnh, mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn. Bỏ qua chân móc và chân móc bên cạnh thực hiện một mũi hạt bắp. Tiếp tục hai chân móc này, mỗi chân móc sẽ là một kép đơn nha các bạn. Từ đây trở đi thì các bạn sẽ lặp lại xen kẽ hàng 3 và hàng 4 để đến khi đạt được hàng số 19 và dừng lại nha. Đây là phần thân túi gồm 19 hàng mà mình vừa thực hiện xong. Mình sẽ dừng lại ngay cái hàng móc đơn này các bạn.
Đến đây thì mình sẽ bắt đầu thực hiện cái phần quai túi. Bây giờ mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại cái vị trí mà mình thực hiện phần quai túi nha các bạn. Từ đây thì mình sẽ tiếp tục thực hiện phần quai túi. Ngay vị trí này nha, mình sẽ lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao của mũi ghép đơn nè. Đánh dấu vào cái vị trí xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Tiếp tục ở cái chân móc bên cạnh này nha các bạn, mình sẽ thực hiện mũi hạt bắp gồm 4 mũi ghép đơn. Tiếp tục ở hai chân móc bên cạnh, mỗi chân móc sẽ là một ghép đơn. Bỏ qua một cái chân móc và ở cái vị trí chân móc này, mình sẽ thực hiện mũi hạt bắp. Tiếp tục hai cái chân móc bên cạnh, mỗi chân móc sẽ là một mũi ghép đơn. Bỏ qua một chân móc và chân móc bên cạnh sẽ thực hiện mũi hạt bắp. Tiếp tục lên một xích. Ngay cái vị trí mình đánh dấu này nè các bạn, mình sẽ thực hiện vào đây một mũi ghép đơn. Đây là hàng số 1 của phần quay túi mình vừa thực hiện xong. Mình sẽ quay lại và tiếp tục thực hiện hàng thứ 2. Lên một mũi móc xích. Mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ở hàng số 2 này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn nha các bạn.
Đây là hàng số 2 của phần quay túi mình vừa thực hiện xong, gồm 12 mũi móc đơn. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 3 nha. Mình sẽ quay lại và thực hiện. Mình sẽ lặp lại tương tự như hàng 1 vậy đó các bạn. Ngay đầu hàng mình sẽ lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao của mũi kép đơn. Mình lên 3 mũi móc xích đầu hàng. Bỏ qua một cái chân móc này. Và ở chân bên cạnh, mình sẽ thực hiện mũi hạt bắp. Tiếp tục, hai chân móc bên cạnh mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn. Tiếp tục bỏ qua một chân móc và ở chân móc bên cạnh sẽ thực hiện mũi hạt bắp. Tiếp tục hai chân móc bên cạnh, mỗi chân móc cũng là một mũi kép đơn. Bỏ qua một chân móc và chân bên cạnh sẽ thực hiện mũi hạt bắp. Ngay cái vị trí đánh dấu này nè các bạn, mình sẽ thực hiện vào đây một mũi kép đơn. Đây là hàng số 3 mình vừa thực hiện xong. Từ hàng số 4 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại một hàng móc đơn và một hàng mũi hạt bắp cho đến khi đạt được cái độ dài của cái phần quay túi mà các bạn mong muốn. Trong video này thì phần quay túi mình thực hiện là 47 hàng nha. Đây là phần quay túi mình vừa thực hiện xong, gồm 47 hàng tất cả. Mình sẽ dừng lại ngay cái hàng mũi hạt bắp này nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nối vào cái vị trí mà mình đánh dấu. Đây nha. Mình sẽ lật cái mặt ở phía trong á để thực hiện mũi trượt. Mình sẽ thực hiện mũi trượt
vào cái phần thân túi. Đây nha các bạn. Trượt mũi qua. Tiếp tục lên một xích. Mình sẽ thực hiện thêm một lần mũi trượt nữa vào cái chân móc đầu tiên. Tiếp tục, mình sẽ thực hiện mỗi cái chân móc của cái phần quay túi và thân túi, thực hiện mũi trượt để nối cái phần quay túi và thân túi lại nha các bạn. Sau khi nối cái phần quay túi và thân túi lại với nhau, mình sẽ lên một xích và cắt sợi và hoàn thiện. Đây là phần nối giữa quay túi và thân túi lại các bạn xem nhé. Công đoạn cuối cùng của mình là mình sẽ dùng kim khâu để giấu cái sợi thừa đi. Các bạn ơi, vậy là Châu vừa hoàn thiện xong chiếc túi này rồi. Nếu các bạn thấy thích chiếc túi này và video này hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy cho Châu một like, chia sẻ video đến những người bạn để có thể cùng thực hiện chung nha. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất từ cái kênh của Châu. Và trong lúc thực hiện, nếu các bạn có thắc mắc gì vui lòng để dưới bình luận, Châu sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể nha. Chúc các bạn thành công, cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau nhé!